Xong rồi bây giờ mình tưới nó thôi. Đây dễ trồng lắm. Mình mua từng cái chậu nhỏ đó, mình sang ra. Giờ mình ghép chung nè. Thêm miếng tay thỏ rồi vô nữa, nhìn thấy cũng đẹp ha, dễ thương nha. Nhưng mà mình thích cây này nhất nè. Hồi đó giờ mình chưa có trồng, mình trồng thử nó làm sao. Trộn đất lên. Đất này là mình mua phân rơm với lại sơ dừa rồi đó. Mà kêu người ta trộn rơm nhiều chút xíu. Đổ vô đây. Giờ mình bắt đầu mình sẽ trồng cái chậu này vô rồi nha. Sen đá mình trồng vô. Cái sen đá này nó rất là dễ trồng chứ không có khó khăn gì hết á. Mua nó là như vậy rồi, để cái ghim xuống đây. Xong rồi lắp đất vô là ok hả. Mình làm có một tay à, để chút nữa mình quay lại cho mấy bạn coi. Mình lụm lại. Cái nào còn xài được á thì mình sẽ ghép chung vô với mấy cái này. Mình trồng lại nha. Xong rồi bây giờ mình tưới nó thôi. Này dễ trồng lắm. Mình mua từng cái chậu nhỏ đó, mình sang ra. Giờ mình ghép chung nè. Thêm miếng tay thỏ rồi vô nữa, nhìn thấy cũng đẹp ha, dễ thương nha. Nhưng mà mình thích cây này nhất nè. Hồi đó giờ mình chưa có trồng, mình trồng thử nó làm sao. Cái này các bạn tưới một tuần một lần thôi, tưới đậm. Còn tưới vừa vừa thì tuần 2 lần. Còn cái này mình tách ra. Nó có con nè. Mình mua nó có con sẵn rồi. Cái mình tách ra. Mình tách ra để mình thử coi mình trồng bao lâu thì nó sẽ lớn lên. Mấy này là mới tách ra không nè. Cái này là tách được hết rồi nè các bạn. Con đó. Rồi. Clip của mình đến đây là hết, xin tạm biệt các bạn nha. Hết rồi đó, đem về nhà sạch sẽ rồi nha. Vẫn thích nhất là cây này.